Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người là một cái chương trình khuyến mãi thứ tư bùng cháy dành tặng cho tất cả các bác để mọi người có thể là săn sale những cái combo. Thì trên đấy trên bàn đây sẽ có một số cái combo mà rất là đặc biệt với cái mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn dành tặng cho mọi người nhá. Đầu tiên sẽ là combo số 1, em có đánh số thứ tự là từ 1 đến 6, có 6 combo tùy chọn mọi người. Ok không ạ? Với 6 combo thì nó sẽ có từng nào cây kìm và khuyến mại bao nhiêu thì em sẽ chia sẻ cho mọi người ngay bây giờ đây. Với đây sẽ là bộ 3 cây kìm ngày thường đang bán với cái mức giá như thế này luôn. Nhưng mà với ngày hôm nay thứ tư bùng cháy thì đúng nghĩa là ngoài 3 cây kìm mọi người đang mua được với giá tốt ra thì sẽ thêm một cặp tô vít Nhật này nữa. Đấy, tổng thể là khi mọi người nhận về thì sẽ là 5 món 869.000 các bác nhá. Một cây kìm điện 26708, một cây kìm cắt 43340 và một cây kìm nhọn 26727. Hai cây này là dài 18, một cây này là dài 20 này, kèm một cặp tô vít bọc cách điện của Vessel, trị giá là gần 300.000 một cặp. Ok mọi người. Đấy, tổng thể là tương này 5 món với combo số 1 giúp em. Chụp ảnh hoặc là ghi combo số 1 giúp em là ok. Ok không ạ? Đấy là cái cặp đầu bộ đầu tiên nhá, bộ combo đầu tiên. Với giá là 869.000 cho 3 cây, nói chung là dùng 3 cây kìm đấy là gọi là ok quá là gì các bác nhỉ. Tiếp theo có một thứ hai đây thì nó sẽ là hai cây kìm điện và kìm cắt. Nói chung là mọi người dùng kìm điện với kìm cắt nhiều nhất thì em cũng đã lên cho mọi người cái combo 2 cây đây. Bình thường đang bán cả cặp này là 615.000 cũng rất là rẻ rồi. Kìm điện là 26711 dài 20cm, kìm cắt là 41279 dài 20cm. Và hôm nay sẽ kèm thêm cả hai cặp mũi vít như này nữa, tổng thể là 4 mũi vít, những cặp mũi vít của Nhật nữa. Đây, của Vessel dài 65 và dài 110mm. Giá tổng thể hôm nay mọi người trả từng này món là 615.000 mọi người nhá, 615.000 cho 4 món. Ok mọi người. Đấy là cái combo thứ hai này, các bác chỉ cũng giờ chỉ cần chụp ảnh hoặc là chỉ cần nhắn cho em Cương của em ấy là combo số 2 là được. Ok không ạ? Đấy, tiếp theo combo số 3 nữa thì nó sẽ là cái combo này. Đây nó sẽ là bản nhỏ hơn, bản tùy chọn nhỏ hơn, các bác nhìn thấy là cái bản này là tùy chọn lớn hơn đúng không? Thì đây nó sẽ là dài 20, thì đây nó sẽ là cái cặp dài 18, gồm kìm điện 18 và kìm cắt 18. Và hôm nay hai món này ngày thường cũng bán được giá như thế này cũng rất là tốt rồi. Hôm nay ba món cả thêm một con dao dọc giấy trị giá là 170.000 nữa. Ba món này 539.000, giá quá là tuyệt vời luôn mọi người nhá. Và hôm nay em sẽ lướt rất là nhanh thôi bởi vì là khuyến mãi thứ tư nên là cũng không phải là cái khuyến mãi cuối tuần nên là sẽ lên cho mọi người cái chương trình mà để hôm nay bác nào mà có theo dõi, bác nào mà có xem video thì sẽ săn sale được cái combo này. Ok không ạ? Đây là combo thứ ba các bác nhá, các bác lưu ý giúp em này, 539.000. Ok mọi người. Combo tiếp theo là combo thứ tư lên đây. Combo thứ tư nó sẽ gồm 4 món các bác nhá. Thì combo thứ tư nó hơi đặc biệt một chút xíu là gồm một cây kìm điện và một cây kìm nhọn. Nhọn này nó không phải là nhọn thường nữa mà nhọn mỏ cong các nhá. Một cây kìm điện dài 20 này và một cây kìm nhọn mỏ cong dài 20. Đây, nhọn mỏ cong thì nó sẽ nghiêng góc như này. Và tất nhiên là nhọn mỏ cong bao giờ nó cũng đắt rồi. Giá hai cây này đang bán là 669.000, cực kỳ tốt. Nhưng mà hôm nay sẽ kèm thêm cho mọi người một cặp tô vít nùn của Nhật nữa. Đấy, nghĩa là một cặp tô vít nùn của Tone, một cây 4 cạnh, một cây 2 cạnh. Tất nhiên là đều xuất xứ 100% made in Japan rồi. Nó còn nguyên túi bóng như này các bác nhá. 4 món 699.000. Đây là combo thứ tư dành tặng cho mọi người. Ok không ạ? Và combo thứ năm dành cho bác nào mà muốn mua cả 3 cây, mua 3 cây. Đây là cái combo thứ năm. Combo thứ năm thì nó sẽ gồm 3 cây là kìm điện 20 này, kìm cắt 20 này và kìm nhọn 20 này, ba món. Đây, ba cây này thì bình thường cũng bán tầm giá kiểu như này, đúng không ạ? Tầm giá kiểu 915.000 cho ba cây như này. Nhưng mà ba cây hôm nay thì sẽ kèm thêm bao nhiêu nữa? Sẽ kèm thêm một cặp tô vít cách điện 1000V này nữa. Đấy, một cặp tô vít 1000V này các bác thấy là giá ngoại trường là bao nhiêu tiền? Đâu đó tầm 300.000 một cặp đúng không? Nhưng mà hôm nay ba cây này coi như là tặng free cho mọi người luôn. Giá thì mọi người chỉ cần trả ba cây kìm là sẽ được thêm hai cây tô vít. Ok không ạ? 915.000 cho 5 món. Ok mọi người. Giá quá là tuyệt vời luôn. Kìm điện dài 20, cắp dài 20 và cũng như là nhọn dài 20 hết các bác nhá. Đồng giá với nhau. Ok mọi người. Và tiếp theo nữa thì em sẽ lên cho mọi người một cái combo cuối cùng. Ngày hôm nay là cái combo số 6. Combo số 6 thì nó cũng gọi là tổng thể là nó có 6 món luôn. Combo số 5 là 5 món, 4 là 4 món.
ba là ba món đấy, các bác có thể nhìn thấy là với mỗi một cái combo thì là số món nó lại khác nhau này. Combo số 6 này thì nó sẽ gồm một cây kìm điện dài 20 cm 26710, một cây kìm cắt dài 18 cm 43339, một cây kìm nhọn dài 16 cm 26719. Ba món này bình thường đang bán tầm giá như này, nhưng mà hôm nay tổng thể là 6 món sẽ với cái tầm giá như này có nhá, các bác không nghe nhầm đâu. Ba cây này đúng không, ba cây kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn, một bộ ba cây rồi đúng không. Một con dao dọc giấy trị giá 170.000, một con nạp từ trị giá 170.000 và một cặp mũi vít này trị giá 80.000 nữa. Đấy, tổng thể là 6 món như thế này, giá chỉ bằng gọi là siêu rẻ luôn cho mọi người nhá, 869.000 cho từng này món. Ok mọi người, bác nào mà cần thì có thể chốt cái combo này, vì cái số lượng combo này thì em sẽ ra rất là ít thôi các bác nhá. Nếu mà bác nào mà cần thì có thể liên hệ bên ngay bên em sớm để bên em có thể hỗ trợ mọi người. Đây là một cái video khuyến mãi thứ tư bùng cháy dành tặng cho tất cả các bác. Nếu mà bác nào mà có muốn săn sale giá tốt, giá hấp dẫn thì có thể liên hệ một trong hai số hotline em Cương hoặc em Huế ở bên góc trái màn hình để các bác em có thể hỗ trợ cho mọi người. Ngoài ra nữa thì bạn Hải không còn là nhân viên của Hotstool nên là các bác vui lòng là không liên hệ bạn ấy, bởi vì nếu mà liên hệ bạn ấy thì bạn ấy cũng sẽ không trả lời, không hỗ trợ cho mọi người đâu mọi người nhá. Còn video cũng khá là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh của Hotstool. Và địa chỉ bên em chỉ có một địa chỉ duy nhất là 123 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo các bác nhá.